Mời cả lớp chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Mở mắt chớp chớp mắt. Mở tay ra nhìn tay tay. Vươn tay lên hít sâu vào. Hòa xuống thở ra kết hợp hơi thở vào chuyển động của cơ thể. Hít sâu thở ra, hít sâu vuốt tay lên, đan tay lộn ngược bàn tay để căng lên giữ lại. 5 4 3 2 1 nghiêng phải thở ra, nâng lên hít sâu, nghiêng trái thở ra, lên hít sâu, nghiêng phải thở ra, hít sâu, trái thở ra, hít sâu, phải thở ra, nghiêng giữ lại. 5 4 đẩy thẳng tay lật vai xoay lên. 3 2 một lên hít sâu, nghiêng trái thở ra, đẩy căng. 5 4 3 2 một lên hít sâu, xoay tròn thả lỏng thân ra, hít thở đều, thả lỏng siết cơ bụng lại, thả lỏng cơ thể, thả lỏng khuôn mặt ra, xoay ngược lại. Nâng lên, hạ tay xuống, tháo chân ra, giũ hai chân thả lỏng ra. Mời sếp đỡ chân. Vặn cột sống, đưa tay phải ra sau. Tay trái nắm tay phải kéo tới úp vào eo bên trái. Tay trái đặt lên đầu gối phải, thẳng lưng lên, hít sâu vào. Xoay phải, thở ra, mở vai, xoay, thở ra. Trở về, hít sâu. Xoay thở ra, đổi bên An ơi, lộn bên An ơi. An. Xoay phải An, giữ cố định. Trở về, hít sâu vào. Xoay thở ra, xoay cổ, xoay vai. Trở về, hít sâu. Xoay thở ra, xoay thêm. Trở về, hít sâu. Xoay thở ra, xoay tối đa, thoát bụng thở hết hơi ra, thong thả trở về, thả lỏng tay. Mời đổi bên, đưa tay trái ra sau, rồi tay phải nắm kéo căng về trước, úp vào eo bên phải, tay phải đặt lên gối trái, thẳng lưng lên, hít sâu. Xoay trái thở ra, mở vai xoay siết bụng thở. Trở về hít sâu. Xoay thở ra, bám chặt tay vào xoay. Trở về hít sâu. Xoay thở ra, xoay cổ xoay vai. Trở về hít sâu. Xoay thở ra, xoay thêm.
trở về hít sâu, xoay thở ra xoay tối đa, thở bụng thở hết hơi ra, thông thở trở về, thở lỏng tay, hai tay đang sau lưng, cúi đầu xương cằm chạm xương ức, hóc bụng thở ra tập cổ, thẳng cổ về giữa hít sâu, gương cầm lên ngửa cổ lên thở ra, trở về giữa hít sâu, nghiêng phải thở ra căng cổ bên trái, liếc mắt nhìn lên, trở về giữa hít sâu, nghiêng trái thở ra căng cổ bên phải, liếc mắt lên, trở về giữa hít sâu, xoay nhìn phải thở ra liếc mắt qua phải, trở về giữa hít sâu, xoay trái thở ra liếc mắt qua trái, trở về giữa hít sâu, cúi xuống thớt bụng thở, xoay bên phải lên trước hít vào, xoay chậm chậm tròn đều các hướng cổ, xoay đến đâu đảo mắt chớp mắt nhìn theo đến đó. Xoay đổi chiều, thẳng lưng ưỡn ngực vuông cầm lên hít sâu vào, trường lưng tới bật tay cao lên xếp cơ bụng thở sang, thả lỏng thân cúi đầu xuống, nâng lên hít sâu vào, trường tới cúi xuống thấp bụng thở ra ép xuống bật tay cao lên, nâng lên hít sâu, trường tới cúi xuống thấp bụng thở xăm, nâng lên hít sâu, trường tới cúi xuống thở ra bật tay cao lên, trán mũi chạm sàn thở hết hơi xăm, từ từ nâng người lên hít sâu, thả lỏng tay thở ra, tập tay hai lưng bàn tay hướng vào nhau, đưa lưng bàn tay về trước, đưa tay phải lên đưa qua úp lại với tay trái đang vào, kéo vào đẩy ra, trở về kéo vào đẩy lên, trở về kéo vào đẩy thẳng tay lên, hạ xuống, trở về đổi tay, kéo vào đẩy ra, trở về kéo vào đẩy lên, trở về kéo vào đẩy thẳng tay lên, hạ xuống, trở về, thả lỏng tay, dùng hai viên gạch đặt hai bên cạnh đầu gối, không có gạch thì chống tay xuống dưới thảm, chống tay siết bụng nâng mông lên, hạ xuống, hai lên xuống, ba lên xuống, bốn lên xuống, năm lên xích bộ lên, năm bốn ba hai một, hạ xuống, tháo chân ra.
giữa chân thả lỏng ra, hít thở sâu. Mở trống người lên, tập thở bò mẹp, ngồi lui về cuối thảm. Xoay lại tiếp lại, xoay người lại tiếp, quay ngược đầu lại tiếp, đúng rồi. Ngồi lui về cuối thảm, mông ngồi chậm gót, đo hai cẳng tay, khuỷu tay chạm vào đầu gối, đo lên thêm một gang tay, khuỷu tay chạm đầu gối, đo lên một gang tay, mở hai tay ra rộng bằng vai, mở đầu gối ra rộng bằng hông, cong lưng lên, rút rốn, siết vào bụng, thở ra, hít sâu vào, chùng lưng xuống, rướn cổ lên, tâm trí tập trung vào cột sống, thở ra, cong lưng lên, rút rốn, siết vào bụng, thở ra, gập xương cột xuống, cuộn sau cổ vào, hít sâu vào, chùng lưng, rướn cổ, thở ra, cong lưng lên, rút rốn, siết bụng, thở ra, nghe sau, chùng lưng, rướn cổ, thở ra, cong lưng lên, rút rốn, siết bụng, thở ra, nghe sau, chùng lưng, rướn cổ, giữ lại. Làm cái gì cô giáo ơi? Sao sao? Mạng của cô chả nhìn thấy gì thế, chả nhìn thấy cô đâu chứ. Mọi người thấy mà. Mở cả mấy cái nhìn thấy đấy. Đâu nhìn thấy. Sóng của cô kém lắm. Cái nó bị gì Thảo? Vừa nãy chả nhìn cái gì đâu, sóng kém lắm. Sống kém mà, sống kém là sống bình Thảo đó. Ừ, sống bên Thảo kém á, thấy không chị Hồng? Có, vẫn thấy bình thường thôi. À, do mạng Vẫn bên bình thường. Thảo, à, do mạng bên Thảo nha. Vẫn bình thường mà. Rồi rồi, cảm ơn chị. Cong lưng lên, rút rốn, siết vào bụng, thở ra, cuộn sau cổ vào, thở ra, cong lưng lên tiếp ơi, cong lưng lên, rút cái rốn lên, đúng rồi, kéo cái lưng lên, siết bụng lại, trường lên, rắn hổ mang, hít sâu vào, trường người tới, xoay vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng, lui về, siết cái bụng, thở ra, lui về, mông chạm gót, tư thế em bé, trường lên, hít sâu vào, lui về, hớp bụng, thở ra, hít sâu, trường người lên, xoay vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng, suy nghĩ vào lưng giữa, coi chừng nhấn vào lưng, thắt lưng nghe tiếng, ưỡn căng lồng ngực tới, vai mở ra sau, lui về, siết cơ bụng, thở ra, ấy sao, trường người lên, siết mông đùi bụng, bảo vệ thắt lưng, vai mở, ưỡn căng lồng ngực tới, trường tới an, đúng rồi, thấp vai xuống, ưỡn ngực tới, thở ra, rút rốn, siết cơ bụng lại, lùi mông về chạm gót, bám chặt hai tay lại, lần nữa nào, lượn cột sống, trường người lên, hít sâu vào, xoay vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng, xoay vai, ưỡn ngực, uốn cong lưng, giữ, suy nghĩ vào lưng giữa, xoay vai, ưỡn căng lồng ngực tới, lui về, thoát bụng, thở ra, từ từ cuộn từng đốt sống lên, cuộn lưng lên, thả lỏng tay vai, thả lỏng cổ, lưng lên trước, đầu lên sau cùng,
rốn vào thắt lưng, cuộn lên, ngồi duỗi hai chân về trước, thẳng gối, đứng hai bàn chân, thẳng lưng lên, vươn hai tay lên, hít sâu vào, trương tới, ngập xuống hốc bụng, thở ra trương dài, lưng tới, duỗi tay ra cạnh đầu, nâng người lên, hít sâu, trương dài, lưng tới, đẩy mông ra sau, xiết cơ bụng lại, thở ra, thả lỏng thân, tập dùng ý, duỗi tay ra, nâng người lên, hít sâu. Nhớ kết hợp hơi vào trương tới, vừa ép là vừa thở ra, vừa ép vừa xiết bụng thở ra. Duỗi tay ra, nâng lên, hít sâu vào, cảm nhận sâu vào bên trong. Trương tới, xiết cơ bụng thở ra, người vươn tới mông đẩy ra sau. Lần nữa nào, trương vươn tay ra nắng lên, hít sâu vào, duỗi căng 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 tay, ép căng lồng ngực, trương tới thở ra, rướn dài lưng tới, ép căng lồng ngực xuống, duỗi cổ ép căng ngực thở, duỗi cổ ép căng ngực thở, hai tay nắm mũi bàn chân hướng về phía đầu, đẩy gót ra xa, mũi chân về đầu, thở ra, vươn tay ra cành đầu, nâng lên, hít sâu vào, hạ tay xuống, thở ra, nắm mũi bàn chân phải gấp lại nè, nắm mũi bàn chân phải kéo căng, gấp ngược ra sau, gót cạnh mông và ngồi xuống cho mông vững và ngồi dưới sàn, thẳng gối trái, đứng hai bàn chân lên, vươn hai tay lên, hít sâu vào, trương tới, gập xuống, thở ra, trương dài, ép sâu xuống, thở ra, ép cân bằng người lại, đừng lệch qua trái, lên, hít sâu vào, xoay hai tay chống ra sau lưng, chống hai tay, xoay vai, mở vai ra, ưỡn ngực lên, nâng người lên, nâng người lên nào, đạp chân trái, xiết cơ bụng lại, thở ra, hạ xuống, hít sâu vào, vươn tay lên, trương người tới, gập xuống, thở ra, duỗi căng 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 tới, ép xuống thở, cảm nhận sâu vào bên trong, thả lỏng thân ra, lên, hít sâu vào, xoay hai tay ra sau, mở vai, ưỡn căng lồng ngực lên, nâng người lên, xiết bụng thở ra, nâng hông lên, xiết mông đùi bụng thở ra, đúng rồi, rất tốt. Hạ xuống, hít sâu vào, vươn tay lên, trương người tới, mông đẩy lui ra sau, người vươn tới, rướn căng lồng ngực tới, ép xuống, thở ra, thả lỏng thân, ép căng thêm thở, lên, hít sâu vào, xoay tay ra sau, mở vai, ưỡn ngực, vươn cầm lên, đẩy hông lên, xiết mông đùi bụng thở, thẳng gối trái, xiết sau thở, 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống, hít sâu vào, vươn tay lên, trương tới, gập xuống, thở ra, trương dài, xiết cơ bụng, thở đừng gù lưng, thở trương tới thêm, xiết bụng thở, trương tới xiết bụng thở, trương tới xiết bụng thở ra, 3 2 1, lên, hít sâu vào, mình nghiêng người qua bên phải, thở ra, hạ tay phải xuống, lắng nghe cẳng chân phải nào, được nữa, hạ cẳng tay phải xuống luôn, co cẳng tay chống xuống, kéo căng tay trái qua đầu, xiết sau bụng thở, lật vai trái, xoay mặt nhìn lên, nâng lên, hít sâu vào, nghiêng người qua trái, thở ra, nghiêng hông, xiết bụng,
Lật vai phải, xoay mặt nhìn lên, thở ra. Nâng lên, hít sâu vào. Nghiêng người qua phải, thở ra, nghiêng hông. Lắng nghe khớp cổ, chân phải, lật vai, xoay lên, thả lỏng nó ra. Càng đau càng thả lỏng ra. Lên, hít sâu vào. Nghiêng trái, thở ra, nghiêng hông, xiết bụng, thở ra. Lên, hít sâu vào. Nghiêng phải, thở ra, nghiêng xiết bụng, thở. Lật vai, xoay mặt lên, giữ lại nào. 5, 4, 3, 2, 1. Lên, hít sâu vào. Nghiêng qua trái, thở ra, nghiêng hông, xiết bụng, thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Lên, hít sâu vào. Đan hai tay lại, rồi co chân trái vào, đặt cái gót xuống, dựng bàn chân lên, trồng qua bàn chân trái, trồng bàn tay qua, ôm bàn chân trái sau, nâng chân lên, nâng chân trái lên, thẳng lưng, thẳng cổ, xiết cơ bụng, kéo vào, thở, kéo chân vào, thở thẳng gối lên, rồi dùng ý thẳng gối, thẳng lưng, xiết bụng, kéo vào, thở, tiếp tục kéo vào thở, duỗi cổ, xiết cơ bụng, thở. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, tay trái nắm chân, mở tay phải ra sau, thở ra, dang tay nhìn theo tay phải, xiết bụng, thở ra, nâng tay lên ngang lại cho cánh tay thẳng hàng, xoay mặt ra sau, trở về, hít sâu vào, tay phải nắm chân trái, mở tay trái ra sau, thở ra, đừng có thụng lưng xuống mà rướn lồng ngực lên, thẳng lưng, thẳng lưng, mở vai, xoay ra sau, xiết cơ bụng lại, thở ra, trở về, hít sâu vào, tay trái nè, co chân trái lại, cho tay trái vào giữa chân trái và tay phải, rồi từ từ chống tay trái xuống và xoay tay phải, cho tay qua đầu, duỗi chân trái lên được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhìn qua nách tay phải, xiết cơ bụng, thở ra, xiết sâu, thở ra. Đó, lắng nghe cơ thể mình, cứ thả lỏng rồi duỗi lên, thả lỏng duỗi chân, thả lỏng duỗi chân lên, từ từ co chân trái trở về, hít sâu và lấy tay trái ra, cứ nghe tập trung, nghe đạp bàn chân trái phía trước đầu gối phải, đạp bàn chân xuống, dựng cái đầu gối lên, dựng đầu gối trái lên, co khuỷu tay phải lại, đưa qua đó, giữ cái đầu gối trái lại, dựng bàn tay lên, hít sâu vào, chống tay trái ra sau, thở, mở vai, xiết bụng, thở, nhích dần tay trái ra sau, mở vai, để căng lồng ngực, xiết cơ bụng, thở, cầm xoay theo vai trái, xiết bụng lại nữa nào, hít thở đều, nhớ đừng cong lưng, hướng lồng ngực lên, vai phải đẩy về trước, vai trái mở ra sau, trở về, hít sâu vào, thả lỏng tay chân, thở ra, rung lắc chân phải đi nào, hít thở sâu, xếp đổi chân, xếp gấp ngược cẳng chân trái ra sau, gấp ngược lại, duỗi căng mũi chân, khép đầu gối, rồi ngồi nào, mình phải sửa cho xương ngồi vững vàng xuống chứ để bị lệch, thẳng gối phải, đứng bàn chân, vươn hai tay lên, hít sâu vào, trường lưng tới, thở ra, trường dài tới, lắng nghe căng gân kheo chân phải, xiết cơ bụng, thở ra, vươn tay ra, cành đầu nâng lên, hít sâu vào,
Xoay hai tay ra sau, mở vai đẩy lồng ngực lên, rồi nâng hông lên, siết mông đùi bụng, thở ra ưỡn ngực lên, vươn cằm hạ xuống, đẩy sau vào, vươn tay lên, trương người tới, thở ra trương dài tới thêm nữa, dài tới nữa, đẩy lôi mông ra sau, siết bụng thở, mỗi lần gặp là thở, dừng lại hít vào, gặp thêm là thở, siết cơ bụng lại thở ra, vươn tay ra, nâng lên, hít sâu vào, xoay hai tay ra sau, nâng hông lên, siết mông đùi bụng thở ra, cân nhắc ở đâu, hướng ý thức vào chỗ đó, điều khiển cơ thể, hạ xuống, hít sâu vào, vươn tay lên, trương người tới, gập xuống, thở ra, siết cơ bụng lại, vươn dài, rướn căng lồng ngực cho không gù lưng. Mình rướn lồng ngực ép xuống là không bị gù lưng. Thở ra, lần nữa lên, hít sâu vào, xoay hai tay ra sau, chống tay, đó, để căng hông lên, siết mông đùi bụng, thở ra, thẳng chân phải, đạp chân phải xuống, đẩy lên, 5, 4, 3, 2, 1, hạ xuống, hít sâu vào, vươn tay lên, trương người tới, gập xuống, thở ra, trương dài, lưng tới thêm nữa đi nào, siết cơ bụng, trương tới, siết cơ bụng, thở, 5, 4, 3, 2, 1, nâng lên, hít sâu vào, nghiêng hông phải, thở ra, cho chống cái tay xuống ngang với cái thân mình á, rồi nghiêng xuống co cẳng tay luôn, co cẳng tay chống xuống, lật vai trái xoay mặt lên, thở ra, nâng lên, hít sâu vào, nghiêng qua trái, thở ra, rồi từ từ co cẳng tay trái xuống, kéo căng tay phải qua đầu, lật vai xoay lên, siết cơ bụng, thở ra, cảm nhận lắng nghe khớp cổ chân trái, lên hít sâu vào, nghiêng phải, thở ra, từ từ siết cơ bụng lại, kéo căng hông bên trái, thở lên hít sâu vào, nghiêng qua trái, thở ra rút rốn, siết cơ bụng nghiêng hông, thở ra, căng hông bên phải thèm ép mông lại, lên hít sâu vào, nghiêng phải, thở ra rút rốn, siết cơ bụng nghiêng, thở giữ, 5, xoay mặt nhìn lên trần nhà, 4, thẳng tay trái, 3, 2, 1, lên hít sâu vào, nghiêng qua trái, thở ra, siết cơ bụng, siết sau, lật vai phải, xoay mặt lên, ép căng, 5, 4, 3, 2, 1, lên hít sâu vào, đan hai bàn tay lại, rồi co chân phải, dựng bàn chân lên, trong bàn tay qua bàn chân phải, ôm bàn chân phải, hít sâu vào, nâng chân lên, thẳng lưng lên, thẳng cổ, rồi dùng ý kéo chân vào, thở, dùng ý kéo vào, siết cơ bụng thở, tiếp tục, duỗi lưng, duỗi cổ lên, duỗi lưng, duỗi cổ, đừng để cong lưng kìa, duỗi lên nữa, siết bụng thở, xí sâu thở, xí sâu thở, rất tốt, hít thở đều, hít thở đều, hít thở đều, đẩy vào, tay phải nắm chân, mở tay trái ra sau, thở ra từ từ, thẳng lưng, dang tay, thẳng lưng, dang thẳng cánh tay, siết cơ bụng thở ra, trở về, hít sâu vào, đổi tay, thở ra, mở tay phải ra sau, thẳng lưng, ưỡn ngực tới, rồi mở cánh tay ra sau, dang thẳng cánh tay, siết cơ bụng thở ra, ấy vào, trở về, cho tay phải vào giữa nạp, co cái cẳng chân phải lại, chống tay phải xuống sàn,
Rồi từ từ dùng ý. Thả lỏng. Silent. Thở sàng. Silent. Xoay tay trái qua đầu. Nhìn qua nách tay trái, xiết cơ bụng, thở ra. Hãy vào, co chân phải lại, rồi đạp bàn chân qua đầu gối trái. Đạp bàn chân, dựng đầu gối phải lên. Co khuỷu tay trái lại sau vào. Nè, xoắn người qua, xoắn qua bên phải. Giữ cái đầu gối phải lại. Rồi xoay tay phải ra sau, chống tay phải ra sau, mở vai đi nào, để căng lồng ngực tới, thở, tiếp tục mở vai phải ra sau nữa, thẳng lưng, đúng rồi, rất tốt, siết cơ bụng thở, nhớ thẳng lưng lên, thẳng thêm, mở vai căng lồng ngực, nhìn ra sau vai phải, hít thở đều. Trở về, hít sâu vào, tháo tay chân ra, thở ra, rung lắc chân trái đi nào, hít thở sâu. Mời cả lớp đứng lên, tập thân cây. Đứng lên, đứng giữa thảm, xoay mặt vào camera. Trụ chân trái hít sâu vào. Nâng cao gối phải lên. Vuốt mũi chân phải xuống. Rồi tay trái ôm đầu gối phải. Kéo gối sát vào bụng, đừng cong lưng. Siết cơ bụng thở, kéo đầu gối sát vào bụng. Còn tay phải thì ôm cẳng chân, kéo sát vào, đó, gấp cẳng chân, vuốt mũi chân, đùi sát vô bụng, thẳng lưng lên, thẳng chân trụ, xiết cơ bụng, hít thở đều. Xiết bụng, hít thở đều, mắt tập trung nhìn một điểm, hít thở đều. Đừng gồng vai, không rụt cổ. Hít vào từ từ, tay phải nắm ngón cái chân phải, rồi mở ngang tay chân ra, thở ra được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chân mình co cũng được, giữ ở đây cũng được, nhưng người mình giữ thẳng, đừng nghiêng hông qua, giữ thẳng người, trụ thẳng, chắp người lại, xiết cơ bụng, thở ra, rút rốn, xiết sau, thở. 5 4 3 2 1 hít vào, co chân, hạ xuống, thở ra, thả lỏng. Hít thở sâu. Đổi chân, trụ chân phải hít sâu vào. Nâng cao đầu gối chân trái lên, rồi tay phải ôm đầu gối kéo vào, duỗi mũi chân xuống. Và tay trái ôm cẳng chân, xiết cơ bụng, thở ra, từ từ thẳng lưng lên đi nào, xiết mông đùi bụng lại, rồi thả lỏng vai ra, không gồng vai, mắt tập trung nhìn một điểm, hít thở đều. Hãy vào, tay trái nắm ngón cái chân. Rồi từ từ tập trung vào, mở ngang ra, thở ra, xiết bụng lại, dùng ý. Dùng ý mở ngang chân ra. Thả lỏng càng duỗi được thẳng ra. Xiết sau cơ bụng lại, mắt tập trung nhìn một điểm, hít thở đều. Đang tập tốt quá đó. Co gối lại, hít vào. Hạ tay chân xuống, thở ra, thả lỏng. Hít thở sâu.
tập tư thế nữ thần, mở hai chân ra rộng hơn vai và mở hai mũi chân ra hình chữ V. Đầu gối mình hướng theo mũi chân. Hít sâu vào, tấn gối xuống, tay dang ngang nè. Tấn gối sao cho đầu gối mình không cập về trước, hàng không cập về trước, nó ở trung tính, nó ngay ở trên gót chân. Mở chân rộng ra đi nào, An chưa đủ, Phương chưa đủ, Phương ơi, mở chân ra thêm, xích cái bụng thở, mở bàn chân ra. Ép hông vừa thôi, ai ép hông quá đây? Trời, Phượng, hông vừa thôi em. Vừa thôi, đùi thẳng thôi, chứ không ép cái mông thấp hơn đầu gối. Nâng lên, hít sâu vào, vươn tay lên, vươn dài cột sống lên, tấn gối xuống nè, siết mông, siết đùi trong, rút rốn vào thắt lưng, siết bụng thở ra, tay dang ngang giữ, giữ thẳng, đúng rồi Phượng, tay dang ngang, hít thở, siết đùi trong, đúng rồi, rất tốt. Hằng coi chừng mông ép lố, vừa thôi vào đầu gối nè, đầu gối ngay trên gót chân, siết lại, lên, hít sâu vào, tấm gối xuống, siết cơ bụng thở ra, mở gối ra, siết bụng giữ, tập trung. Phương vẫn chưa đủ, Phương mở chân rộng thiên ra, Phương để ép cái mông xuống mà không có bị cái đầu gối, không có bị gấp cái đầu gối. 5 4 3 2 1 lên, hít sâu vào, hạ tay, thu chân vào, thở sàn, hít thở sâu. Mời xoay người lại. Ngồi tư thế kim cương. Quỳ lên tập tư thế con lạc đà. Hai chân mở rộng bằng vai. Hai bàn chân song song với hai đầu gối. Cột sống cứng chống hai bàn chân lên. Nếu như mình thấy đau lưng là đừng có ngã sâu, chống bàn chân lên. Hai tay ướp vào sau hông. Xoay vai ra phía sau, ưỡn căng lồng ngực lên, hít sâu vào, rồi từ từ lần tay xuống gót chân, ưỡn ngực siết mông, thở ra, ưỡn ngực siết mông, vươn cầm lên, ưỡn căng lồng ngực ra nữa, mở vai, buông đầu ra sau, cổ khỏe cứ buông đầu, hít thở đi, còn thoát vị cổ, thoái hóa cổ thì mới gồng lên, còn lại cứ buông đầu hít thở, không nín thở. Buông đầu ra thở đi An, lưng được rồi, buông đầu ra sau thở, hít thở, hít thở, hít thở, đừng nín thở là được, đẩy hông tới chút nữa, mở vai, siết cơ bụng, đúng rồi, rất tốt. Nâng lên, hít sâu vào, gập xuống em bé, thở ra. Hai tay mình đang ở sau lưng, hít sâu, lắng lên đỉnh đầu, bật tay cao lên, thở ra, rút rốn, xích cơ bụng, bật tay cao lên, chút đầu xuống cho máu lên não, lên mặt, hít thở sâu và trả đốt sống của mình. Từ từ cuộn người hạ xuống, rồi nâng lên, cuộn lưng lên, quỳ lên luôn, vươn tay lên, hít sâu vào. Bây giờ xoay người qua bên phải nè, xoay người qua phải, chống tay phải lên gót chân là đẩy, mình bắt đầu siết mông, siết đùi, đẩy về trước, chống tay phải lên, thở sao, nhìn xuống dưới chân phải đi nào, lạc đà vận mình, siết sâu, vươn căng tay trái, siết sâu, thở, hít thở đều, hít thở đều, lên, hít sâu vào, từ từ xoay người qua bên trái, rồi nhìn xuống dưới gót chân trái,
mình đẩy nhẹ hông, xiết mông, xiết đùi, xiết bụng, thở ra, chống tay trái xuống, vươn căng tay phải theo đầu, giữ lại và hít thở đều, thả lỏng thân ra, chỉ xiết mông, xiết đùi, xiết bụng, bảo vệ thắt lưng lại, ưỡn căng lồng ngực lên, nâng lên, hít sâu vào. Từ từ hạ người xuống, thở ra, hai tay mình xuôi ra sau và nắm hai gót chân, trán mũi chạm sàn, thả lỏng thân, thở ra, hít sâu vào, hai tay nắm gót chân, mình kéo trán về gần với đầu gối, kéo trán về gần đầu gối, rồi bắt đầu lăn lên, con thỏ, thở ra, lăn chân lên đỉnh đầu, chút đỉnh đầu xuống, rút rốn, xiết cơ bụng, thở ra, trả lưng tư thế con thỏ, hít thở sâu vào, rút rốn lên, cuộn lưng lên trên, cảm nhận cổ vai gáy cột sống lưng, rút rốn cột xương cột, rút cơ sàn chậu lên, xiết lại. Từ từ cuộn người hạ mông, cuộn lưng lên, nhớ cong cái lưng lên trước à, rút cái rốn vào, cuộn cái lưng lên nè, cô hô cuộn lưng nè, cuộn lưng lên là rút rốn, xiết cơ bụng lại, rồi lưng lên trước, đầu mới lên sau cùng, mình cảm nhận từng đốt sống được kéo lên, mời cả lớp nằm xuống. Xoay người qua phải, trượt dài tay nằm xuống, lật ngửa ra. Hai tay vươn lên khỏi đầu, hai chân khép sát, thở hết thời rằng xiết cơ bụng lại, rồi cho thắt lưng chạm sàn đi nào, cảm nhận rút rốn về thắt lưng, cho thắt lưng chạm sàn, hít sâu, nâng hai chân lên và nâng đầu lên với tay chạm ngón chân, xiết cơ bụng, thở ra, hạ xuống cách sàn, hít sâu vào, tay chân cách sàn, hai lên, xiết cơ bụng, thở ra, hơi sâu, gồng chắc cơ bụng lại, ba lên, thở ra, hơi sâu, bốn lên, thở ra, hơi sâu, năm lên, thở ra, xiết cơ bụng lại, hơi sâu, sáu lên, thở ra, hơi sâu, bảy lên, thở ra, hơi sâu, tám lên, thở ra, hơi sâu, chín lên, thở ra, hơi sâu, 10 lên, xiết cơ bụng, thở ra, giữ lại 10, 9, với tay lên nào, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hạ đầu xuống, co gối vào, vòng tay ôm gối, ép đùi sát vào bụng và nhiệt gối, massage thắt lưng đi nào, hít thở sâu, massage thắt lưng, hít thở. Lấy vào, tay trái ôm gối phải, tay phải mở ngang, ép gối qua bên trái, xoay mặt qua bên phải, thở ra, thư giãn thắt lưng. Trở về giữa, hít vào, ép gối qua bên phải, xoay mặt qua trái, thở ra.
trở về giữa hít vào, co hai cẳng chân và hai tay nắm hai cạnh chân, hai cạnh ngoài của chân, kéo gối lột xuống hai bên hông, rút rốn xiết cơ bụng, thở căng thu về ngực, cột sống ép xuống sàn, mát xa cột sống, nghiêng phải trái, mát xa chiều ngang cột sống, hít thở. Đạp hai bàn chân vào nhau, hai tay kẹp cứng hai bàn chân, xiết cơ bụng lại và nâng lên, hít vào, lăn ra sau, thở lên, ra sau, lên, ra sau, lên, ra sau, lăn lên, bật lên luôn, ăn, bật lên, ra sau, lên, ra sau, lần nữa, lên, ra sau. Rồi nâng tay chân lên, rung 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 rơi từ nhà, chậm chậm xoay mặt qua phải, rồi xoay qua trái, trả về giữa, duỗi thẳng cổ cằm hướng vào ngực, thắt bụng ép sát thắt lưng xuống, buông lỏng ra, thư giãn thả lỏng thật sâu từ ngón chân cho đến đỉnh đầu. Tập trung vào bài thư giãn, nghe cô hay hô để thả lỏng các ngón chân, người đầu ngón chân đang ấm dần lên, ấm dần lên, hơi ấm đang lan tỏa lên lòng bàn chân, lòng bàn chân ấm dần lên, ấm dần lên, hơi ấm và sự thư giãn đang lan tỏa hai bàn chân, khớp cổ chân, bắp chân, khớp gối, cơ đùi, khớp háng, hai chân của ta đang được thư giãn và ấm dần lên, ấm dần lên. Hãy tập trung vào nữa đi nào, tập trung sâu hơn đi nào, cảm nhận thật sâu vào hai chân đang được thư giãn thả lỏng hoàn toàn, cơ mông cũng đang được thư giãn thả lỏng, sự thư giãn thả lỏng đang lan tỏa lên thắt lưng, cột sống thắt lưng đang được thư giãn thả lỏng, cơ lưng đang ấm dần lên, từng đốt sống lưng ấm dần lên, sự thư giãn và ấm áp đang lan tỏa khắp cơ lưng, hơi ấm lan tỏa vào tất cả các cơ quan nội tạng, bụng ngực cũng đang được thư giãn thả lỏng và ấm dần, hơi ấm lan tỏa người đầu ngón tay, người đầu ngón tay đang được thư giãn và ấm dần lên, hơi ấm đang lan tỏa lên lòng bàn tay, cổ tay, khuỷu tay, bắp tay, khớp vai, hai cánh tay đang được thư giãn thả lỏng và dần lên, cảm nhận sâu vào đi nào, đặt tâm trí sâu vào, cảm nhận sâu vào cơ thể, hai cánh tay của tôi đang được thư giãn thả lỏng và rồi hơi ấm lan tỏa ra sau vai, sau gáy, hơi ấm lan tỏa lên các đốt sống cổ, vùng vai gáy và các đốt sống cổ đang được ấm dần
lên, bắt dần lên và được thư giãn là một cảm giác thật dễ chịu, đang lan tỏa ra khắp vùng vai, lan tỏa lên cằm, lên môi, lên mũi, lên mắt, lên chân mày, lên trán, toàn bộ khuôn mặt đang được thư giãn và ấm áp. Hơi ấm lan tỏa lên bộ não, lan tỏa lên da đầu cũng được thư giãn và ấm áp hơn. Thần kinh của tôi đang được thư giãn ở lập hoàn toàn. Trí của ta thật là thư giãn, thư thái dễ chịu. Cảm nhận sâu nguồn năng lượng của vũ trụ tràn ngập khắp cơ thể. Cơ thể của tôi đang ấm dần lên, thư giãn thả lỏng từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay ngón chân. Cảm nhận được nguồn năng lượng của vũ trụ lan tỏa khắp cơ thể tràn ngập nguồn năng lượng mới tích cực. Cơ thể của tôi đang thật là khỏe mạnh, tràn đầy nguồn sinh lực, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Cơ thể của tôi thật khỏe mạnh, không có bất cứ một bệnh tật nào xâm nhập được vào cơ thể của tôi. Tâm trí nói với chính mình như nào? Tâm trí đang nói với chính mình: cơ thể của tôi thật là khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Từ từ tôi chìm sâu vào giấc ngủ bình yên và thư thái. Từ từ nhúng nhích các ngón tay ngón chân, nhúng nhích bàn tay bàn chân, đánh thức cơ thể. Hai chân khép sát, hai tay đan lại, lộn ngược bàn tay kéo căng qua khỏi đầu, giữ căng từ ngón chân cho đến ngón tay. Co chân trái lại đạp bàn chân xuống, nằm nghiêng người qua phải, co tay phải lại chống đỡ đầu, tay trái chống trước ngực, co hai gối lại, hai tay chống xuống đỡ người và từ từ ngồi lên. Massage trán. Massage mắt. Ngồi thẳng lưng lên, vuông dài đỉnh đầu lên, cơ mặt hoàn toàn thả lỏng và thư thái. Vuốt từ dưới hai rãnh cười vuốt xuống và kéo ngược lên thái dương. Vuốt sao tay phải xuống dưới cằm và ngược lại. Massage tất cả các dây thần kinh đi ngang qua cổ và đánh bay cái phần mở nọng cằm. Gương mặt thả lỏng và thư thái. Rồi, mời cả lớp nghỉ. Chúc tràn đầy năng lượng.